Manchu yêu quý, mẹ không còn nhiều thời gian trên cõi đời này. Mẹ, đừng nói điềm gở. Những ngày này, nhiều người tin vào lời giáo huấn rằng nếu đặt niềm tin vào Đức Phật thì sẽ được về cõi cực lạc sau khi chết. Mẹ băn khoăn liệu thật sự có thể đến được cõi cực lạc không? Mẹ không biết câu trả lời, nhưng mẹ biết điều này chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi chết, lên được cõi cực lạc. Mẹ tin rằng cõi cực lạc duy nhất mà mẹ tìm thấy chính là thời gian mẹ ở bên con. Tại đây và bây giờ chính là cõi cực lạc. Dạ, mẹ dạy rất phải. Chúng ta phải tạo dựng lạc cảnh ngay trên trần thế. Nhưng nếu đã là lạc cảnh, tại sao con người lại đấu tranh và khổ đau vì bệnh tật, không có khả năng thoát khỏi tử khổ? Manchu, mẹ muốn con tìm một con đường để giải thoát mọi khổ đau. Mẹ sẽ mãi mãi đợi con tìm ra điều đó. Con đang trên đường tìm kiếm cho mình một bậc chân sư. Ta tán thành mục đích của con. Nhưng Dogen, đạo Phật không cần một người thầy. Tự bản thân con sẽ giác ngộ điều đó. Đó là những gì sư phụ của ta đã răn dạy ta. Giờ ta phải tới gặp một vài quan chức chính quyền. Điều này rất cần để bảo vệ nhà chùa. Nhất định con sẽ hiểu, Dogen. Điều đó có lẽ sẽ giúp con bảo vệ chùa này. Nhưng mà... Và gì? Và... Điều đó sẽ giúp bảo vệ đạo Phật chứ. Sẽ như vậy nếu chính bản thân con mong muốn bảo vệ nó.
Cho nó. Thưa thầy. Xin hãy để con gánh giúp thầy. Cảm ơn những lời tốt đẹp của con. Nhưng đây là nhiệm vụ của ta ở vị trí chủ quản bếp, vị trí mà Đức Phật đã chỉ định cho ta, mà không kể tuổi tác. Ta không thể trao công việc này cho bất kỳ ai. Vậy công việc của thầy là chuẩn bị các bữa ăn cho nhà chùa. Đúng thế. Ta tới thị trấn mua nguyên liệu, nấu món mì dâng cho các nhà sư. Tại sao thầy vẫn làm việc đó? Ở tuổi của thầy, chắc chắn thầy nên dành thời gian ngồi thiền, hay suy ngẫm về các công án thiền. Con xem ra sẽ trở thành một nhà uyên bác, nhưng dường như con không biết về tu hành. Thậm chí con dường như cũng không biết gì về giáo huấn. Tu hành là gì ạ? Giáo huấn là gì ạ? Sư Tăng ở Nhật Bản luôn tìm kiếm câu trả lời từ những câu hỏi. Đó sẽ là con đường để con hiểu được tu hành và giáo huấn. Đại sư, liệu con có thể gặp lại người? Nếu ta vẫn còn sống, ta làm đầu bếp ở thiền viện Ayu Wansan Kuyangli. Khúc chưa? Chính là anh. Xin lỗi, tôi không nói được tiếng nước Anh. Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi là một nhà sư tới từ Nhật Bản. Anh trông rất giống một người bạn của tôi. Trong khoảnh khắc, tôi đã quên mất người bạn đó đã qua đời và gọi nhầm anh. Anh ta đã mất. Người ấy tên là Kukjo ư? Đúng vậy. Minamoto Kukjo là tên tiếng Nhật của người đó. Đó là người bạn thân thiết nhất của tôi. Mong muốn của ta là cai quản mảnh đất này. Ta sẽ trở thành người trị vì, cai trị mảnh đất này. Nếu anh có thể sáng lập một đạo Phật mới ở vị trí thống trị gia, ta sẽ quy y theo. Dogen, hãy rời Hiaizen. Tôi sẽ tới Trung Quốc. Trung Quốc ư? Đứng lại! Ăn trộm! Cứu tôi với! Không! Cứu vô! Dừng lại! Dogen! Tránh ra! Cứu vô! Giết ta đi! Cái gì? Nhiệm vụ của anh không phải là phán xét cô bé.
là người chỉ vì nhiệm vụ của anh là tạo ra một thế giới nơi những trẻ em như cô bé không phải sống đói khổ. Ta tới chào tạm biệt anh. Tạm biệt ư? Ta được đề nghị giữ chức chủ quản ở mạc phủ Kamakura. Kamakura ư? Lần tới gặp anh, ta sẽ là Chinh Di đại tướng quân ở Kamakura. Chinh Di đại tướng quân. Khi đại tướng quân hiện giờ mất, ta sẽ là người kế vị ngài. Cho tới lúc đó, Dogen, hãy làm tốt nhé. Hai năm rưỡi nữa, ta đã được báo về cái chết của ông ta. Tôi đã lo sợ đánh mất phương hướng của mình, nhưng gặp gỡ anh, tôi đã có được can đảm để tiếp tục. Không còn hoài nghi, Khúc Rô đã thôi thúc tôi. Đô Yên, anh nghĩ gì về hành trình mà anh đã nói tới? Để tìm bậc chân sư và đạt tới đạo Phật chân chính, bắt đầu ở Tiên Tùng Sen, tôi đã gặp một vài nhà sư thông thái. Nhưng không ai trong số họ thực hành đạo Phật đích thực. Ở đây, trong những thiền viện, có những môn đồ của Đại Huệ Thiền Sư. Họ thiếu cả đức tin và ý chí tu hành. Tôi bắt đầu băn khoăn về cuộc tìm kiếm của mình. Tìm bậc chân sư là vô vọng. Đô Yên, hãy trở lại Tiên Tùng Sen. Trở lại Tiên Tùng Sen ư? Anh sẽ tìm được người thầy đích thực của mình ở đó. Người thầy thực sự của tôi ư? Sau khi thầy Wu Chi viên tịch, theo sắc lệnh của nhà vua, thiền sư Yu Jin trở thành trụ trì nơi đây, người là sư phụ của tôi. Con người tốt bụng đó là Yu Jin ư? Thực hành thiền là phải xả bỏ tâm và thân. Xả bỏ là con đường giải thoát khỏi sự ngu dốt và trụy lạc. Không có con đường thứ hai hay thứ ba nào khác ngoài thiền. Hoàn toàn là ngồi thiền. Chi Yuan, hãy trở về Tiên Tùng Sen. Thật kỳ lạ. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ. Con đã thực hiện truyền thông mặt đối mặt giữa các bậc thầy. Thiền viện Ayu Wansan Qianli.
con đã tới. Lời giáo huấn là thế. Lời giáo huấn là thế nào ạ? Một, hai, ba, bốn, năm. Tu hành là thế. Tu hành là sao ạ? Đạo Phật đã luôn rõ ràng. Mọi vật xảy ra trong thế giới này luôn luôn theo cách như vậy, không có gì che đậy. Ngay cả khi mông các con tát ra, các con vẫn sẽ ngồi yên cho tới khi còn có thể ngồi giống như Đức Phật đã làm vậy, ngồi trên chiếc ghế làm bằng dây thép.
Khi tọa thiền, con phải xả bỏ tất cả. Sao con dám ngủ gật? Con đã giác ngộ. Dạ. Xả bỏ thân tâm. Xả bỏ thân tâm. Thiện tai, thiện tai. Dogen, hãy quên rằng con đã được giác ngộ. Thưa vâng. Giác ngộ là vô tận. Tu hành cũng là vô bờ bến. Giác ngộ và tu hành được liên kết chặt chẽ. Dogen, khi trăng tròn, anh sẽ thấy điều đó ở Nhật. Mỗi chúng ta dù ở bất kỳ đâu, anh và tôi sẽ luôn nhìn thấy cùng một mặt trăng. Thank you.
Dogen trở lại Nhật năm 1227. Chờ đã, chạy đi. Dừng lại, tránh ra. Tôi lấy rẻ thôi. Tránh ra. Tôi nghe nói anh thấy được sự khủng khiếp ở cô gái điếm kia. Dogen, chắc chắn việc đó không xứng với anh. Có gì kỳ lạ à? Không. Đây là hình thái vĩ đại nhất của tu hành chân chính. Những người khác đâu? Hầu hết họ đã vào thị trấn. Trong phổ khuyến tọa thiền nghi, tọa thiền mà ta đề cập không phải là học tập thiền. Đơn giản, đó là sự yên tĩnh và niềm hạnh phúc của cánh cửa Pháp, thực hành tu tập để giác ngộ hoàn toàn. Vào ngày 17 tháng 7 năm nay, năm 1227, Thiền sư Du Trinh nhập Niết Bàn tại ngôi chùa Tiên Tùng Sen. Tôi là Kuon Echo, môn đồ của Puchi Kakuan, thuộc tông phái Pháp. Tôi xin lỗi vì sự đường đột của mình. Nhưng có thể nói cho tôi biết, chính xác giáo huấn của Đạo Phật chân chính gần nhất mà Thầy nói tới là gì? Trước khi thảo luận điều đó với anh, có một số tài liệu tôi muốn anh đọc qua. Gần đây tôi đã viết Phổ Khuyến Tọa Thiền Nghi để nhiều người có thể biết về thiền.
Ngài có thích ngồi thiền không? Tôi nghe Dogen ở chùa Kenin trơ trẽn nói rằng anh ta đưa những giáo huấn thật sự của Đức Phật trở lại với Trung Quốc. Việc này nghĩa là anh ta đang phỉ báng đạo Phật truyền thống quý giá của chúng ta. Chỉ như Nenbutsu và giáo phái, đó là một mối đe dọa cho đạo Phật của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ qua cho anh ta được. Chùa Kenin, chùa Kenin. Tôi không thể đọc hay viết. Anh đang cản trở việc làm ăn của tôi. Chùa Kenin, chùa Kenin. Chùa Kenin ư? Chàng thậm chí không biết chùa Kenin ở đâu ư? Tiếng Nhật rất khó. Vì chàng là một nhà sư ngoại quốc. Chùa Kenin ở đâu? Em sẽ nói cho chàng biết ở đâu. Nhưng sao chàng không vui vẻ với em trước đã? Em lấy giá rẻ cho Dogen trong ngôi chùa Kenin. Dogen. Ăn trộm. Cứu tôi với. Không, Kujo, dừng lại. Dogen, tránh ra. Kujo, giết tôi đi. Cái gì? Vị trí của anh không phải là phán xử cô bé. Là người trị vì, nhiệm vụ của anh là tạo ra một thế giới nơi những trẻ em như cô bé đó không phải sống đói khổ. Ta chỉ là một nhà sư nghèo. Ta rất tiếc không giúp được nhiều cho em. Hãy đi đi. Ngay bây giờ. Dogen. Có phải là Dogen ở đó không? Tôi là Dogen. Tôi có thể giúp gì? Xin lỗi. Chi Yuan. Tại sao anh ở đây? Tôi tới để hoàn thành lời hứa của Cúc Dô. Lời hứa của Cúc Dô ư? Cúc Dô đã nói, nếu anh sáng lập một đạo Phật mới, tôi sẽ quy y theo. Dogen, giờ đây thiền sư Yu Jing đã mất. Anh là người thầy duy nhất của tôi. Chi Yuan, tôi muốn cố gắng thiết lập
Thiền phái Tào Động ở Nhật Bản. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Tôi rất vui lòng. Mời vào. Anh hẳn đã trải qua một hành trình vất vả. Hãy để tôi giới thiệu với anh. Ôi chào. Tôi đã đợi để gửi tới cô một lời cảm ơn. Cô biến mất thật nhanh chóng. Đó không phải là chỗ thật sự dành cho chúng ta. Tối qua, cô đã mang tới một kho báu cho chúng tôi. Tôi rất cảm ơn. Một lời cảm ơn không có gì hơn. Trông cô thật dễ sợ. Chuyện gì khiến cô như vậy? Tới với mẹ nào. Gì? Chỉ thế thôi sao? Sao anh dám? Sao anh không đi lấy cắp thứ gì đó? Ít nhất cũng cố gắng để nuôi sống chúng ta. Đừng giống như cha con. Orin, sao cô dám nói chồng cô như thế? Tôi không thể chịu nhục để mua vui. Cô biết là tôi không thể làm việc trong bộ dạng này mà. Nó dường như giữ anh khỏi gù lưng như tôi mỗi đêm. Hãy nhìn đi. Tránh ra. Logan, hãy ra đây. Không có gì đáng sợ cả. Ta biết họ sẽ đến trong một vài ngày tới. Logan đâu? Nếu anh không đi ra đây, chúng ta sẽ vào. Tôi là Logan. Ngươi đang gạt bỏ sự chính đáng của chúng ta. Đạo Phật Thiên Thai tuyên bố rằng đạo của ngươi là đạo Phật chân chính duy nhất và làm mọi người lúng túng. Hãy chỉ cho ta thấy các kinh thiền mới hay tượng Phật và chứng minh sự xác thật trong đức tin của ngươi. Tôi không có gì như thế cả. Không có gì ư? Tôi trở về với hai bàn tay trắng. Ngươi không mang về bằng chứng nào ư? Tôi trở về với chính tôi. Những gì được kế thừa của đạo Phật đích thực. Và ngươi đã học được những gì? Mắt nằm ngang, mũi nằm dọc. Mắt nằm ngang, mũi nằm dọc ư? Mắt nằm ngang, trong khi mũi đặt dọc. Sao ngươi dám? Trò đùa của ngươi thật quá đáng. Ngươi là tên ma quỷ dị giáo. Ta yêu cầu ngươi đi khỏi Kyoto. Nếu không phục tùng, ta sẽ giết ngươi. Rút lui, rút lui. Ngươi là ai? Tôi là thẩm phán Hatano Yoshishige. Thẩm phán ư? Dù ngài có là sư tăng của phái Thiên Thai, ta cũng không thể bỏ qua. Ngài đã xúc phạm Dogen. Chú
chùa Anjoin. Xin cảm tạ ngài. Hãy bảo trọng. Ngôi chùa Anjoin này rất được gia đình mẹ tôi Fujiwara yêu quý. Tôi đã luôn cầu nguyện rằng chúng ta có thể sử dụng nơi này như Zendo của chúng ta. Bây giờ, chúng ta bắt đầu chỉ với 3 người. Nhưng khi một người đạt được sự khai sáng, sẽ có vô vàn lợi ích. Người thứ tư của bạn cũng sẽ đến. Sư phụ Dogen, những lời dạy bảo của thầy gần đây đã thuyết phục tôi. Xin hãy cho tôi theo thầy. Tôi cầu xin thầy. Ejo, ta cảm kích những mong muốn của anh. Nhưng anh là người đứng đầu các tín đồ đạo Phật. Và hơn nữa, có trách nhiệm với giáo phái. Giờ chưa phải lúc. Khi nào tới lúc, xin đừng thua trước sức ép từ những giáo phái khác. Hãy kiên định. Shifuraya Fujisato Boya Moko Sato Boya Moko Kyaru ni Kyaya Ensa Harahae Shutan no Tonsha Namu Shikiri. Bố thí cho thân xác và linh hồn, dâng tặng hoàn toàn cho chu trình đó. Cây tre. Cây tre. Chùa Kosoji. Tọa thiền.
Ai đó đã tới muộn. Xin thứ lỗi. Eijo. Bây giờ, xin hãy cho phép tôi. Dường như thời khắc của anh đã tới. Chánh pháp nhãn tạng. Dogen-san! Dogen-san! Cô, chuyện gì vậy? Con của tôi đang hấp hối. Gì cơ? Thuốc của thầy Lan không có tác dụng, sức khỏe của nó ngày càng tồi tệ hơn. Thầy hãy nói gì đi. Xin thầy hãy cứu con tôi. Công việc của thầy là cứu người, có phải không? Hãy làm gì đi, nó sẽ chết mất. Chỉ có một cách duy nhất cứu đứa bé này. Là cách nào vậy? Tôi nên làm gì? Hãy nói cho tôi biết đi. Cô hãy tới mọi nhà trong khu vực này và hãy tìm một nhà không có bà con thân thuộc nào mất. Hãy xin gia đình đó cho cô một hạt đậu. Ra khỏi đây. Ngươi là một nhà sư nói khoác. Ngươi biến ta thành một con ngốc. Ở đây không có ngôi nhà nào mà không có người chết. Đúng vậy. Điều đó hoàn toàn đúng. Đó là điều mà ta muốn cô biết. Ta đang cúng dường bằng tiền bạc kiếm được bằng chính trên thân thể của mình. Tại sao các người không nhận lấy đó? Đồng tiền này dơ giấy quá ư? Hãy để chúng tôi chấp nhận đó bằng thái độ biết ơn.
Cô vui mừng quăng sang một bên số tiền mà cô coi như cuộc sống của mình. Nó rất đáng quý. Orin, ta rất biết ơn. Orin. Phật điện. Tư thế ngay ngắn vững chắc. Đúng như vậy. Tay phải đặt dưới, tay trái của cô đặt trên tay phải, ngón tay cái xếp cùng nhau. Đúng rồi. Chỉ nhìn ở quanh đây. Tôi chết mất. Hãy ngừng lại, Odin-sen. Dừng lại. Chuyện gì vậy? Odin, chuyện gì vậy? Tôi ghét bản thân mình. Tôi rất ghét mình. Tôi muốn chết. Thầy đã nói dối tôi rằng Phật ở bên trong tôi. Tôi ghét cả thầy. Đức tin cũ của ta mạnh hơn. Ta không gạt cô. Phật ở bên trong cô. Nhưng thầy có thấy dễ dàng gì gặp được Đức Phật? Mọi người muốn thứ này, thứ nọ. Và thầy muốn những thứ nằm ngoài tầm với của mình. Khi chúng ta không có chúng theo cách của mình, chúng ta trở nên giận dữ và hành động ngu ngốc. Chúng ta không nhìn thấy Đức Phật vì chính chúng ta đuôi mù với những vật chất như vậy. Đó là tại sao chúng ta ngồi thiền. Chúng ta ngồi cho tới khi thoát khỏi sự bịt mắt đó. Nếu cô làm được việc này, cô sẽ có thể đối diện với Đức Phật trong tâm mình. Orin, giết mình, tức cô đã giết Đức Phật. Và tùy thuộc vào những nhân tố khác, đã chặn đứng Đức Phật trong tâm cô. Có vẻ như các sư thầy phái thiên thai đố kỵ với những thành công của thầy. Họ đang lên kế hoạch tấn công lớn vào ngôi chùa này. Nếu thầy không lập tức rời khỏi nơi này, điều gì cũng có thể xảy ra. Chùa nằm sâu trong núi, nhưng ta sở hữu đất đai ở Echizen. Thầy hãy tự do sử dụng mảnh đất này, Dogen. Ta rất cảm kích những lời anh nói. Tuy nhiên, thầy Dogen, thầy phải quyết định ngay. Nhật Bản chỉ có duy nhất một mình thầy. Nói đi, Orin. Đứa bé đã không còn nữa. Chúng ta có thể ra đi nhẹ nhàng. Hãy cùng nhau tiến về phía đông và bắt đầu lại. Bắt đầu lại ư? Cô biết điều tôi muốn nói mà. Không đâu, cảm ơn. Tôi sẽ không bán thân mình nữa. Đó là địa ngục. Địa ngục sẽ nuôi sống chúng ta ư? Tôi đang nghĩ, có lẽ tôi sẽ đi tu. Gì? Dĩ nhiên là tôi không thể. Đúng vậy, cô không thể làm thế.
Cô hãy xem xét lại trong trường hợp này. Đừng chạm vào tôi. Orin. Hãy đi đi. Hãy ngủ đi, con yêu. Trời chưa sáng. Khi trời sáng, chuông chùa sẽ điểm. Orin-san. Shinryu-sen, tại sao anh trở thành nhà sư? Bởi vì tôi nghèo khổ. Cha mẹ bỏ rơi tôi. Tôi đi bới rác, thậm chí phải ăn cắp để sống. Giống như tôi. Một ngày nọ, tôi nhận ra nếu xin vào chùa, tôi sẽ không bao giờ đói. Đó là mục đích duy nhất của tôi. Tôi vào chùa, một con quỷ đói. Nhưng giờ đây, tôi đã gặp thầy Dogen. Tôi đã thay đổi. Thầy Dogen đã nói với tôi, tại sao lại chờ đợi tới khi chết để được gặp Đức Phật? Gặp Đức Phật trong cuộc đời này và tìm cực lạc ở đây. Thay vì chỉ để ăn uống, tôi đã chọn rèn luyện đức tin của mình nơi thầy Dogen. Dogen-sen đã khóc khi ôm con tôi trong lòng. Người cũng khóc khi cô đang ngủ. Thầy Dogen luôn sẽ chia niềm vui và nỗi khổ của chúng ta. Giết tất cả những kẻ phản kháng.
đạc của chúng mày này, thành quả của chúng mày này. Làm ơn, hãy dừng tay. Cấm miệng. Đủ rồi, đi thôi. Tiêu diệt dị giáo. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Nước, mang nước tới. Rời khỏi chùa Kenin và giờ đi khỏi nơi đây với mục đích còn dang dở. Ta phát ốm vì thất vọng. Ta đau khổ. Tuyệt vọng. Chúng ta không thể cho phép chân lý đích thực của Phật giáo bị đặt ngoài lề. Các đạo hữu, chúng ta sẽ đi đến Echizen để thiết lập một cơ sở mới cho đạo Phật chân chính. Anh là ai? Ồ, Gikai, ngài cứ gọi là vậy. Sư phụ Dogen, tôi, Gikai, tu sĩ Phật giáo và những người khác tập trung ở đây để xin phép đi theo ngài. Chúng ta cùng đi nào. Con đường thiên giới cao quý và thanh bình, con đường trần tục thuần nhất và phẳng lặng, con đường nhân gian êm dịu và thanh bình. Xuyên suốt vũ trụ là sự yên bình bất diệt.
Người mà giúp khai thông con đường hướng tới sự khai sáng của tôi là đại sư chủ quản bếp. Vị trí của chủ quản bếp chỉ được giao cho những tăng sư, những người mà nguyện một lòng tìm kiếm con đường. Đó là bởi vì sự tu hành của chủ quản bếp yêu cầu sự chuyên tâm duy nhất, không có những suy nghĩ du dơ. Tôi có được những tri thức về giáo huấn và những hiểu biết về tu hành hoàn toàn là nhờ vào chủ quản bếp, những chỉ dẫn chủ quản bếp. Thế nào rồi? Anh đã quen với công việc bếp núc chưa? Tôi cố hết sức. Tốt lắm. Gikai, tôi có thể hỏi anh một câu không? Gì vậy? Về lý luận thì tôi hiểu, nhưng... tôi không thể tọa thiền theo cách mà mọi người làm. Tôi hoàn toàn hoang mang khi nghĩ bản thân mình bị tuột hậu. Như thế thì anh nên ngồi trong khi mọi người ngủ. Cô đây rồi, Orin. Thưa vâng. Thầy Dogen, hãy cho phép tôi xuất gia ở nơi này. Ta không thể. Liệu có phải vì tôi là một người đàn bà sai trái và ô nhục không ạ? Chúng ta không đề cập tới những việc làm trong quá khứ. Không, vậy thì tại sao? Đầu tiên cô phải rũ bỏ gánh nặng quá khứ của mình khi cô hoàn toàn thanh thản với lòng mình. Dù cô có ở thế tục, cô sẽ luôn trong sạch. Hãy trở về Kyoto và cố gắng nhé. Tôi không thể trở về. Gikai, chúng ta không còn gạo nấu cơm. Kê cũng không còn. Nếu không đủ gạo thì nấu cháo. Chỗ này không đủ để nấu cháo thì nấu cháo loãng. Không đủ nấu cháo loãng, trường hợp này chúng ta sẽ uống nước lọc và ngồi thiền.
thoát ly hoàn toàn khỏi cuộc sống bình thường và rũ bỏ mọi thứ ràng buộc với cô. Rũ bỏ suy nghĩ đúng hay sai và hãy nghĩ về giác ngộ. Từ bỏ tất cả ý niệm và suy nghĩ. Điều này chính là rũ bỏ tạp niệm. Chúng ta không ngồi thiền vì mục đích giác ngộ, chỉ là ngồi thiền. Bản thân điều đó chính là giác ngộ. Senryo, Orin-san, Orin, chỉ đến khi nào vậy? 10 ngày trước. Tôi không thấy anh và sợ là anh đã đi khỏi. Tôi phụ trách nấu nướng, bởi vậy không thể ngồi cùng mọi người. Có chuyện gì vậy? Tôi không biết. Gieo những hạt giống trên những cánh đồng và những con đê. Vào mùa thu sẽ có 5 loại ngũ cốc. Vào mùa thu sẽ có 5 loại ngũ cốc. Sanrio, Orin-san, Orin, anh đang làm gì vậy? Tôi đi hái nấm. Tôi có thể chỉ cho anh biết một nơi rất tuyệt. Nhìn kia. Đây nữa. Ôi, Sanrio, nó không phải rắn độc, anh sẽ khỏe lại thôi.
Tôi rất xin lỗi, tôi đã không thắng được sự cám dỗ. Nếu anh chấp nhận tôi không để tâm đâu. Orin à, hãy thứ lỗi cho tôi. Giờ chị đã thấy động cơ chính đã mang tôi đến với đạo Phật. Động cơ của tôi là hoàn toàn trong sáng. Nếu tôi không làm nhơ bẩn chị, lỗi là do tôi. Tôi đã muốn anh coi như một người phụ nữ bình thường mà bỏ qua quá khứ của tôi. Và tôi đã muốn anh chạm vào tôi, không vì thân thể đàn bà của tôi, mà như một con người thật sự. Tôi đã cám dỗ anh, hãy tha thứ cho tôi. Sanrio. Sanrio, anh làm gì vậy? Sanrio, điều này có nghĩa là gì? Sư phụ, con hãi hùng khi nhận ra rằng thú tính yêu ma đã trực sẵn trong trái tim mình. Với một người đi tìm đạo thì điều này không thể tha thứ được. Sau khi suy xét kỹ, con đã quyết định sẽ rời đây. Con không thể làm ô uế thêm ngôi chùa này và những lời giáo huấn của thầy đối với con. Yêu ma vẫn tại. Hãy đi. Giờ không còn nữa. Liệu con có chắc chắn với quyết định của mình không? Có ạ. Thầy ơi, giờ là lúc ngồi thiền. Mọi người hãy vào chỗ của mình. Sanrio, cổng chùa luôn rộng mở đón con.
Sanrio, đừng đi. Đừng tới gần tôi. Tôi yêu chị. Ngài Hatano, ngài luôn được chào đón. Xin hãy tha thứ cho sự khiếm nhã của tôi. Vì đã tới vào lúc sớm thế này, đã làm ngắt quãng buổi ngồi thiền của các thầy. Không, không có chi, thưa ngài Hatano. Ngài luôn được chào đón vào bất kỳ lúc nào. Tôi không thể nào trả lại hết được món nợ vĩ đại đó. Tôi chịu ơn ngài đã quyên góp cho Zendo này. Tôi luôn biết ơn ngài. Đó là hân hạnh của tôi. Tôi tin chuyến đi của ngài tới đây nghĩa là Hojo Tokiyori đang trong cơn hiểm nguy. Đúng vậy. Đó là một trận chiến khốc liệt. Các phe cánh Hojo và Miura đã liên kết chặt chẽ từ khi Yoritomo thành lập khối liên minh của họ. Bạn của ta hôm trước thì hôm sau đã trở thành kẻ địch của ta. Trong sự kiện này, Samurai phải sống bằng gươm và tên. Đó là cuộc sống địa ngục nơi trần thế. Đi. Sao các người dám coi thường ta? Tokiyori, ngay cả khi đã chết. Đồ khốn. Chết đi. Ốm cút đi. Sao các ngươi dám? Sư phụ Dogen, xin hãy tới Kamakura. Xin hãy cứu tướng quân. Tôi cầu xin thầy. Là chó ư? Hay sói vậy? Chi Yuan, hãy để chúng ta cùng nhau tới cuộc sống địa ngục. Thưa vâng. Ta không thể tới thăm tướng quân Hojo Tokiyori. Ta sẽ tới gặp một thanh niên trẻ đang gào khóc trong đau khổ. Thưa thầy, hãy để con đi cùng với thầy. Ta không chấp nhận.
Ta đã đặt cuộc sống của mình vào nguy hiểm khi tới Kamakura. Eijo, ta không thể đặt con vào nguy hiểm đó. Ta giao công việc của ta cho con. Tấm áo cà sa rộng lớn. Công đức vô lượng. Con mặc tăng bào. Cứu vớt mọi sinh linh. Tôi là Tokiyori. Tôi là Dogen ở chùa Iheiji. Ta đưa thầy tới đây bởi ta có một vài điều hỏi thầy. Ngài muốn hỏi tôi điều gì? Ta nghe nói thầy vừa từ Trung Quốc về với đạo Phật chân chính truyền từ Đức Phật. Hãy nói cho ta biết. Đó là gì? Đó là những lời giáo huấn chân chính đích thực của Đức Phật đã truyền bá liên tục qua các thế hệ tăng sĩ. Nhưng điều đó cũng giống tuyên bố ở những giáo phái khác. Chẳng sao cả, Ngài đã đọc bao nhiêu kinh kệ hay xướng hồng danh của Đức Phật, Ngài sẽ không thể tìm thấy những giáo huấn của Đức Phật. Thầy đã làm gì ở giáo phái của mình? Chúng tôi chỉ ngồi thiền. Thiền và thiền. Đạo Phật chân chính có thể tìm thấy như thế nào? Chỉ ngồi thiền mà không làm gì cả sao? Ngài Tokiyori, đó giống như ở trong đại dương mà nói rằng không có nước. Cái gì? Hoa trong mùa xuân, chim cu cu vào hè, mặt trăng mùa thu và băng tuyết giá lạnh trong mùa đông. Hoa trong mùa xuân, chim cu cu vào hè. Dogen, đó là những điều hiển nhiên. Chúng thật sự là những điều hiển nhiên. Mọi thứ giống như những gì chúng có. Hãy nhìn mọi thứ như những gì chúng có. Đó chính là giác ngộ. Thiền là nhìn nước trong đại dương bao la. Cho tới khi chúng ta tìm thấy bản ngã của Đức Phật,
Chúng ta không thể hiểu có nước trong đại dương bao la. Ta không hiểu Dogen. Giác ngộ là gì? Thế nào là chân như? Thật may là mặt trăng tròn vào buổi tối nay. Ngài Tokiyori, chúng ta sẽ tới giường và ngắm trăng nhé. Mặt trăng ư? Thật tuyệt diệu, trong lành và tinh khiết, hoàn mỹ và không tì vết. Mặt trăng lưu trong trái tim ngài, đó chính là chân như. Chỉ có duy nhất một mặt trăng trên đời, ta không thể thấy một mặt trăng nào trong trái tim ta. Vả lại, trăng tròn rồi sẽ khuyết. Ngài Tokiyori, hãy nhìn kìa. Ngài Tokiyori, liệu ngài có thể chém mặt trăng này không? Thật dễ dàng. Ta sẽ chém mặt trăng. Thật vậy chứ? Hãy nhìn lại kìa. Dù cho mây che lấp mặt trăng đi, hay mặt trăng sẽ biến khỏi bầu trời, chúng ta không thể nói rằng mặt trăng không tồn tại. Mặt trăng không thể ướt, và nước thì không thể chém được. Mặt trăng là chân như, và nước chính là bản ngã. Đối thoại khó hiểu này không dẹp yên được nỗi thống khổ của ta. Đồ khốn! Các người lại trở lại. Hãy biến đi. Dogen, ta có thể tiêu diệt những bóng ma báo thù. Đêm đen trêu trọc ta này như thế nào? Ngài không thể tiêu diệt chúng. Ngài phải hoán đổi chúng. Hoán đổi chúng. Hoán đổi nghĩa là chấp nhận. Đau đớn, khổ não, căm ghét, những cảm xúc vốn có của ngài. Đau đớn, khổ não, căm ghét. Ngài phải chấp nhận tất cả những đau đớn đó. Tuy vậy, cho tới khi ngài từ bỏ hoàn toàn bản thân mình, ngài không thể chấp nhận đau đớn đó, hay nỗi đau đớn đó sẽ dần phai nhạt. Khoảnh khắc ngài thấu hiểu sức mạnh nằm trong tay phải của mình, tay trái mang những đau đớn mất mát. Liệu thầy sẽ nói với tôi từ bỏ vị trí quan nhiếp chính của tôi chứ? Một định nghĩa rất rõ ràng của quan nhiếp chính là nắm giữ quyền lực thay cho đức vua. Nó giải thích rõ quyền lực này. Đó là điều gây ra những đau đớn của ngài. Ngài Tokiyori, giờ là lúc cởi bỏ những quyền lực của ngài. Nếu ta từ bỏ chức quan nhiếp chính, nơi đây sẽ xảy ra nội chiến. Bổn phận của ta
là duy trì hòa bình cho mảnh đất này. Có thực thế không? Dù tài giỏi như thế nào, không ai sử dụng vũ khí để khuất phục đồng bào của mình mà có thể trị gì mãi mãi. Tất nhiên, một thủ lĩnh biết rằng trái tim mình không có sự yên bình, khó có thể cai trị một cách thanh thản. Dù cho Ngài có ước muốn cháy bỏng là cứu giúp, Ngài cũng không có dũng cảm để từ bỏ mọi thứ. Sao người dám, Dogen? Ta, Tokiyori, cả đời ta chưa bao giờ bị xúc phạm như thế. Dogen, người chuẩn bị chết đi. Tôi đã luôn sẵn sàng. Khi tới nơi này, tôi thật sự xả bỏ thân xác và tâm trí mình. Sẽ như người muốn. Nếu Ngài làm điều ác, Ngài sẽ phải gặt hái tai ương. Nhưng nếu Ngài làm việc tốt, thì Ngài sẽ gặt hái được điều tốt đẹp. Khi cái chết đã tới gần, thì không sức mạnh chính trị hay những gì Ngài yêu mến, ngay cả gia tài khổng lồ cũng không thể cứu được Ngài. Với cái chết, Ngài phải một mình đối diện. Tất cả những gì đi cùng với Ngài là những việc Ngài đã làm trong cuộc đời mình, không còn gì khác nữa. Thầy Dogen,
Hãy nhìn mảnh đất này. Trên mảnh đất này, tôi sẽ xây một ngôi chùa lớn, không thua kém gì ngôi chùa cũ của Ngài. Hãy ở lại Kamakura và trở thành người sáng lập chùa. Nó sẽ trở thành cơ sở vĩ đại cho đạo Phật của Thầy. Tôi không thể chấp nhận. Gì cơ? Thầy từ chối ư? Ngôi chùa của tôi là Ihaji, một ngôi chùa rất nhỏ bé, nằm trong núi Eijizen. Thầy Dogen, ta rất vui mừng vì được quen biết thầy. Giờ là lúc tôi phải lên đường. Hoa trong mùa xuân, chim cu cu mùa hè, trăng vào mùa thu, và băng tuyết giá lạnh trong mùa đông. Eijo. Vâng. Tăng đoàn trong tu viện sẽ hòa hợp như sữa và nước. Hãy chuyên tâm thiền tập. Rốt cuộc là mỗi người sẽ trở thành người đứng đầu. Các sư tăng là những đội ngũ bất diệt của đạo Phật. Thưa vâng. Ghi khai. Dạ. Con sẽ là trụ trì tu viện, giúp đỡ cho Ejo và dân hiến chính con cho ba tâm. Ba tâm đó là hân hoan, chu đáo và tư tưởng vạn vật. Thưa vâng. Chi duyên. Dạ. Tốt cả chứ. Dĩ nhiên, thưa thầy. Rất
Ngay bây giờ, ta có thể thấy Tiên Tùng Sen. Chỉ có một người duy nhất thật sự nhìn thấy Yu Jin tu hành là con. Và ta không một ai khác. Con có hiểu ta nói gì không? Dạ có. Khúc vô. Con đã luôn là một môn đệ tốt. Và là một người bạn tốt. Những lời thầy nói với tôi, môn đệ Tri Duyên này mang đến cho tôi niềm vui sướng vô bờ. Thứ nhất, từ bỏ dục vọng. Thứ nhì, biết hy sinh. Thứ ba, hãy thư thái. Thứ tư, phải siêng năng. Thứ năm, ghi lại những lời giáo huấn. Thứ sáu, tọa thiền. Thứ bảy, sáng suốt tu hành. Thứ tám, tránh nói năng vô nghĩa. Mỗi một học trò của Đức Phật đều học tám điều răn hướng tới giác ngộ. Trừ phi các con nghiên cứu những điều trên, còn không, các con sẽ không phải là học trò của Đức Phật. Các con không được lơ đẩy một khắc cũng không. Ê-chô. Hai. Dạ. Orin no toku no. Hãy cho Orin xuất gia. Tanong. Hai. Vâng. Tọa thiền.
Trong thời khắc của cuộc sống, không có gì khác hơn là cuộc sống. Trong thời khắc của cái chết, không có gì khác hơn ngoài cái chết. Sư phụ, tiếp tục, ngồi thiền. Dogen nhập Niết Bàn năm 1253. Thật ngạc nhiên, lại nhận được của bố thí của nhà sư. Nói cho tôi biết liệu sư sãi có cuộc sống tốt hay không. Địa ngục là thế nào vậy? Nghiên cứu con đường của Đức Phật là nghiên cứu bản ngã.
Nghiên cứu bản ngã là quên đi bản ngã. Quên đi bản ngã, mọi thứ sẽ được khai sáng. Để khai sáng được mọi điều là từ bỏ chính mình, cả thân xác và tâm trí, xác thân và tâm trí của những người khác. Các con nắm giữ Đức Phật trong tay mình. Đức Phật sống trong bàn tay của các con. Hãy để chúng ta nắm giữ Ngài và bảo vệ Ngài nhé. Đức Phật nằm trong tay con ư? Đúng vậy. Nắm tay con lại, không phải như thế. Như thế này. Bởi trời đang mưa mà.